Thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu chót lọt phi vụ Aberger, em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Vũ ấm gọn 7.000 tỷ đồng, hơn 300 triệu đô la Mỹ tiền thuế của nhân dân. Vũ chỉ chi lại cho Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son 3 triệu đô la Mỹ, Lê Nam Trà và CEO của Mobifone Cao Duy Hải 3 triệu đô la. Riêng Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ nhận 200.000 đô la của Phạm Nhật Vũ để bán đứng 7.000 tỷ quốc khố. Nếu chỉ vậy thì tham không ra tham mà ngu thì dành hết phần ngu cho thiên hạ. Tuy nhiên, Trương Minh Tuấn bò đến chức thượng thư thì làm gì mà ngu được. Những vụ án như thế này chỉ là phần nổi của đảng tạm băng chìm qua vụ này, gợi lên một số suy nghĩ. Chỉ sau một cái nhấp chuột, em trai của Phạm Nhật Vượng ấm gọn 7.000 tỷ tiền thuế của nhân dân, chỉ tốn một số tiền đút lót rất nhỏ, khoảng 6 triệu đô la, tức khoảng 130 tỷ Việt Nam đồng. Làm giàu kiểu này thì cướp ngân hàng hay buôn bán heroin cũng không thể bằng. Phải chăng bào huynh Phạm Nhật Vũ và Phạm Nhật Vượng và các nhà tư bản cách xù đã tay không bắt giặc bằng những phù phép na ná? Phải chăng lương của các quan rất thấp nhưng ai cũng giàu có, nhà lầu xe hơi, con cái du học nước ngoài là do những thu nhập đen giống như vụ Mobifone mua Aberger? Phải chăng các quan lớn nhỏ nào mà mạnh miệng rao giảng đạo đức, soạn cả sách giáo huấn là để cả vú lấp miệng em, để che đậy lỗi lầm của mình, thậm chí thắt chặt tự do ngôn luận, tự do báo chí mà Hiến pháp sửa đổi 2013 đã hiến định, đặc biệt còn hạn chế mạng xã hội là để việc nhận hối lộ của mình không bị nhân dân bóc mẽ? Phải chăng cần xem lại luật bảo vệ bí mật nhà nước, tránh không để tái diễn những vụ tương tự như Aberger lợi dụng bí mật nhà nước để không cho bất cứ ai được tí gì về vụ cấu kết giữa quan chức và bọn tư bản thân hữu để trộm cắp hàng ngàn tỷ ngân sách, đó là tiền thuế của nhân dân? Phải chăng luật pháp đã buông lỏng những vụ tày đình như vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương ngang nhiên dùng xe công, còn hơn thế, dùng đoàn công xa có công an dẫn đường vào tận cầu thang của máy bay để đón rước vợ bộ trưởng như rước một chính khách, đã làm cho các quan chức bộ ngành tha hồ tự tung tự tác, dẫn đến những vụ trộm cắp quốc khố có thể lên đến hàng nghìn tỷ như vụ Aberger, làm ngân sách nhà nước như dòng đã cạn kiệt. Hoàn toàn không tin hai ông bộ trưởng không biết vụ Aberger đem lại lợi nhuận cho Phạm Nhật Vũ 7.000 tỷ đồng, nên chắc chắn hai ông ấy ngu đến mức chỉ nhận không đầy 1% lợi nhuận. Nguyễn Bắc Son nhận 3 triệu đô la, Trương Minh Tuấn nhận 200.000 đô la, tổng cộng không đầy 1%, hơn 300 triệu đô la mà Phạm Nhật Vũ bỏ túi. Cần đặt lại vấn đề vai trò quản trị của chính phủ khi để các bộ trưởng trong nội các kết hàng ngàn tỷ quốc khố chứng minh, và liệu có chắc chắn nội các của chính phủ chỉ có một mình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trộm cắp thuế của dân như thế, nếu đem so sánh với lương công nhân là khoảng 5 triệu đồng một tháng thì không mình là lạ. Có câu rằng nhân dân yên tâm, mọi người đã có đảng và nhân nước lo như thế này đây. Người dân phải siêu cao thuế nặng đến bao giờ mới đủ bù đắp cho các quan trộm cắp hàng ngàn tỷ đồng quốc khố? Một vụ mua và bán cần có hai đối tác chính là người bán và kẻ mua. Trong vụ Aberger phải khẳng định ông Phạm Nhật Vũ là người chủ động chào bán trước, Aberger bị thua lỗ và ông Phạm Nhật Vũ cần phải bán, nên ông Vũ đã phải giao bán và tìm người mua. Nếu ông Vũ không chào bán thì Mobifone không biết Aberger. Nếu ông Vũ không bán thì Mobifone không thể bán Aberger, bởi thế tội người chủ động bán là tội của kẻ mua đầu tiên, tội của người mua là tội của kẻ đầu hai, đó là hai người chính thường vụ mua và bán Aberger. Mobifone là người mua Aberger, nhưng Mobifone chỉ được mua Aberger khi ông Nguyễn Bắc Son cho phép. Nên trong vụ Aberger thì Mobifone của ông Nguyễn Bắc Son là người mua, lãnh đạo của Mobifone và lãnh đạo bộ 4T chịu tội của người mua, người chơi chính thứ hai. Mà thiếu người mua thì không có vụ án Aberger. Phía người mua còn có một người nắm cái khác, đó là chính phủ và các trợ lý và bộ kế hoạch và đầu tư, bộ tài chính, bộ công an, tất cả các phía liên quan đến cho việc cấp phép cho bộ 4T mua Aberger, họ đều thuộc phía của người mua. Như vậy, người mua trong vụ Aberger gồm có 3 mắt xích, gồm có Mobifone, bộ 4T, chính phủ. Mặc dù Mobifone là người trực tiếp mua, nhưng quyết định mua lại nằm ở chính phủ, rồi mới đến bộ thông tin và truyền thông, và sau cùng mới là Mobifone. Trong vụ án Aberger có một người chơi phụ, đó là người giới trung gian,
Có nhiều khả năng đây là người đạo diễn dẫn thương vụ Avenger đi đến quy mô tội phạm to lớn. Nhưng người môi giới chỉ có thể tìm khách hàng và dàn dựng thương vụ sau khi biết ông Vũ giao bán Avenger. Người môi giới cũng chỉ góp phần dàn dựng chỉ khi họ tìm được người chơi chính thứ hai là người mua mobile phone và bộ 4T. Người môi giới có thể dàn dựng được chỉ trong trường hợp cả ông Vũ lẫn mobile phone và bộ thông tin và truyền thông đồng tình. Nếu người bán và kẻ mua không đồng tình thì người môi giới không thể hành động. Vì thế vai trò của người môi giới có thể là tổng đạo diễn, nhưng tiếc thay không vượt trò của người môi giới có thể là tổng đạo diễn, nhưng tiếc thay không vượt quá vai trò của người bán và kẻ mua. Điều đặc biệt của Vũ Avenger là trong vai người đạo diễn có người mua, trong vai người mua có môi giới, trong vai người môi giới có người mua và vai trò đạo diễn của người môi giới rất lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân đẩy giá thành của Avenger lên cao và đây cũng là cánh cửa bịt đường lần ra dấu vết cuối cùng. Vụ án Avenger là một thương vụ được dàn dựng mưu toan cướp không 7.000 tỷ đồng tiền của nhà nước. Tội lớn nhất là của hai người chơi chính, kẻ bán và người mua, sau mới đến tội của người môi giới. Muốn trị tội kẻ môi giới thì phải chứng minh được đó chính là kẻ chủ mưu trá hình. Theo lời khai của ông Phạm Nhật Vũ đã đưa cho phía người mua bao gồm ông Nguyễn Bắc Son 3 triệu đô la, ông Lê Nam Trà 2,5 triệu đô la và Cao Duy Hải 500.000 đô la, Trương Minh Tuấn 200.000 đô la. Tổng số tiền ước tính 136 tỷ đồng. Như vậy, theo số liệu công khai được biết thì ông Phạm Nhật Vũ sẽ chiếm đoạt số tiền khổng lồ 6.800 tỷ đồng khi thương vụ chót lọt. Nhưng ông Vũ còn phải đưa cho các đại diện khác nữa của phía mua. Và đặc biệt, ông Vũ còn phải chi trả cho người môi giới cả hai khoản đó là bao nhiêu. Để hoàn trả lại và giải quyết vụ Avenger với mục đích tạo cớ để giảm tối đa tội trạng, ông Phạm Nhật Vũ đã trả cả lãi và các chi phí phát sinh. Khoản này là 329 tỷ đồng, cộng với số tiền đã đưa 136 tỷ đồng. Nhìn thấy được ông Phạm Nhật Vũ đã chi ngoài hợp đồng tối thiểu 465 tỷ đồng. Theo người vợ ngoại quốc của ông Phạm Nhật Vũ cho biết thì gia đình còn khoản nợ khoảng 1.000 tỷ đồng. Từ đó có thể giả thiết rằng ngoài khoản 465 tỷ đồng thì ông Vũ đã phải chi trả thêm cho người môi giới và phe người mua chưa nêu danh khoảng 500 tỷ đồng nữa. Như vậy là ông Phạm Nhật Vũ đã thu về lợi nhuận dòng khoảng 6.000 tỷ đồng từ thương vụ Avenger sau khi mobile phone chuyển tiền. Một dự báo khác là ông Phạm Nhật Vũ phải chi cho kẻ môi giới và các đại diện khác của phía mua nhiều hơn 1.000 tỷ đồng vì kẻ đạo diễn biết giá trị thực của Avenger nên sẽ mặc cả ăn chia. Vậy, số đó là bao nhiêu? Cho một dự báo cận trên rộng rãi, đó là trường hợp của ông Phạm Nhật Vũ phải chi trả đến 50% tiền lời trong phía mua và kẻ môi giới. Lúc đó ông Vũ phải chi 3.500 tỷ đồng và ông đút túi 3.500 tỷ đồng. Ông Nguyễn Bắc Son dẫu giữ vai trò chỉ đạo trong vụ Avenger thì ông cũng không thể hành động khi chính phủ không có chủ trương. Chính phủ không đồng ý chủ trương thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an không thể đồng ý cho Bộ 4T mua Avenger. Cho nên ông Nguyễn Bắc Son chỉ hành động khi nhận được thông báo ý đồ về chủ trương mua bán của mobile phone từ chính phủ. Không loại trừ ông Nguyễn Bắc Son đã nhận được cái gật đầu trực tiếp hay là khẩu dụ của chính Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng thời đó. Ông Nguyễn Bắc Son dẫu chỉ đạo quyết liệt cũng khó mà thực thi nếu mobile phone cương quyết phản đối. Mobifone có thể sợ bộ trưởng mà phải mua Avenger, nhưng Mobifone có thể khăng khăng phản bác giá trị nâng khống lên đến 5 lần. Thành ra con số khổng lồ 8.900 tỷ đồng theo một số chuyên gia đánh giá thì giá trị của Avenger chỉ khoảng 500 tỷ đồng và trong trường hợp đó giá đã được nâng khống lên 18 lần. Chắc chắn ông Nguyễn Bắc Son biết là giá được nâng cao hơn giá thực, nhưng ông Son không có chuyên môn nên ông không thể nghi ngờ rằng giá đã được nâng khống lên đến 5 lần. Nếu biết nâng khống đến 7.000 tỷ thì ông Son đã run tay mà không dám chỉ đạo và ký các văn bản kèm theo. Ở mặt khác, dẫu Nguyễn Bắc Son biết giá nhưng ông Son lại biết chia. Cho nên nếu ông Son biết nâng khống lên 7.000 tỷ đồng thì dứt khoát ông Son không thể bằng lòng với 3 triệu đô la tiền chia chác. Nêu ra điều này không phải để gỡ tội cho ông Nguyễn Bắc Son mà là thấy xuyên suốt một sự đồng ý nhất quán từ trên xuống dưới. Chính phủ đã đóng vai trò quyết định mở nút.
Còn mobile phone đã đóng vai trò của người thực thi tích cực như một người mua chủ mưu. Ông Nguyễn Bắc Son chỉ là một khâu chính trong ba khâu của phía người mua: Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, mobile phone. Từ đó tội của ông Son chỉ nằm ở khoảng 1 phần 3 tội của người mua chủ mưu. Ông Nguyễn Bắc Son nhận được 70 tỷ đồng trong khi ông Phạm Nhật Vũ có tối thiểu 3.500 tỷ đồng, có khả năng đến 6.000 tỷ đồng. Ông Phạm Nhật Vũ đảm nhiệm vai trò trọn bộ của người bán chủ mưu, còn ông Nguyễn Bắc Son chỉ giữ khoảng 1 phần 3 vai trò của người mua chủ mưu. Từ hai nhân tố đó suy ra tội của ông Phạm Nhật Vũ lớn hơn nhiều so với tội của Nguyễn Bắc Son. Nhưng trên thực tế, không biết vì một lý do gì đó mà Phạm Nhật Vũ chỉ đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù. Có lẽ sau lưng của Phạm Nhật Vũ có một cái ô rất lớn. Hoặc giả dụ, Phạm Nhật Vũ nếu như không thoát được trong vụ này thì Phạm Nhật Vũ sẽ khai ra nhiều kẻ đứng cao hơn cả trong Bộ Chính trị. Có khi có cả Nguyễn Phú Trọng ở trong đó. Có thể cả ông Vũ lẫn ông Son còn thấy kẻ phạm tội lớn nhất mà chưa bị trừng trị. Cả hai ông cay đắng khi mình là kẻ chủ mưu nhưng kết cục lại là nạn nhân của một kẻ chủ mưu khác lớn hơn. Cả ông Son lẫn ông Vũ đã từng khuynh đảo được pháp luật và cả hai hiểu rằng kẻ chủ mưu lớn không thể bị kết tội chính là do pháp luật khuynh đảo như các ông đã từng khuynh đảo. Vụ ABG là một cuộc chơi được dàn dựng để cướp đoạt tiền bạc của nhà nước ở phạm vi kinh hoàng. Ngoài trí tưởng tượng của kẻ mua và người bán thông thường, đó là một cuộc cướp đoạt để chia chác vô lương tâm, đưa hối lộ và nhận hối lộ chỉ là một thành tố của cuộc chơi đó. Đó chỉ là một tác nghiệp của cuộc chia chác nhiều tác nghiệp luận tội đưa hối lộ, nhận hối lộ như thế nào đi nữa thì rốt cục cũng nhỏ hơn tội chủ ý cướp đoạt để chia chác của toàn cuộc chơi. Nói theo cách khác, tội hối lộ và nhận hối lộ không phải là tội chính, cũng không phải là tội lớn nhất trong phi vụ mobile phone mùa AVG. Ông Nguyễn Bắc Son không oan với tội mà tòa đang phán xét, nhưng dù ngoài bề ngoài ông thừa nhận tòa phán xét đúng, thì trong lòng ông cũng cay đắng và nức nở rằng ông bị bất công. Ông cho rằng ông bị bất công vì Phạm Nhật Vũ tội lớn hơn ông rất nhiều nhưng lại bị xử nhẹ hơn ông rất nhiều. Bất công không chỉ bị xử là tử hình. Thế mà Phạm Nhật Vũ dự kiến chỉ bị kết tội từ 3 đến 4 năm tù giam. Đã thế, lại đang có 2.000 chữ ký của các cá nhân và các tổ chức tên tuổi xin tha bổng cho Phạm Nhật Vũ. Ông Nguyễn Bắc Son có chua xót không khi ông quyền cao thì các đại gia khụy lụy ông. Nhưng khi xa cơ thì quyền sai khiến của ông lại không bằng một phần của họ. Ông Nguyễn Bắc Son còn oan ức ở mặt khác nữa. Ông oan vì ông thấy có kẻ nặng tội không kém gì ông mà lại vô can. Những ngày qua ông đã lo nghĩ nhiều về cách thoát tội và từ đó ông mới thấm thía về cách thức xét xử cùng lúc của luật pháp Việt Nam. Tiền bạc và quyền lực đã làm cho số phận công lý mong manh như tấm mạng nhện treo trong giông bão. Ông Nguyễn Bắc Son nghĩ gì khi ông Phạm Nhật Vũ đã hoàn toàn trả lại toàn bộ số tiền cho Mobifone kể cả tiền lãi? Về tài chính thì Mobifone không bị tổn thất. Vụ mua bán cuối cùng cũng bị hủy. Ông Son chắc đã hy vọng cả ông Vũ lẫn ông phải được hưởng tình tiết giảm tội. Nhưng ông Son đã không thể ngờ ông Vũ được giảm tội đến mức chỉ còn 3 đến 4 năm tù, còn ông thì vẫn bị án tử. Và đó là một nguyên nhân nữa làm cho ông chua xót. Nhưng nhiều người đã ký đơn xin tha cho ông Phạm Nhật Vũ chính dựa vào sự hoàn trả toàn bộ số tiền kể cả phát sinh và lãi của ngân hàng cho Mobifone. Như vậy là thương vụ không được thực thi và tiền của nhà nước không bị mất. Họ còn dựa trên những điều từ thiện của ông Phạm Nhật Vũ đã làm trong quá khứ và sau hết là họ xuất phát từ những hàm ơn. Ông Đinh La Thăng và bây giờ là ông Nguyễn Bắc Son đã chiêm nghiệm thế nào là công bằng khi đứng trước vành móng ngựa. Những ngày qua, ông mới trải nghiệm được quá trình luận tội và xét xử. Ông muốn được đối xử công bằng, không biết từ số phận ông Son có thương xót cho bao số phận phải chịu sự bất công và khi ở ngôi cao của những người như ông, không bao giờ để tâm đến, chỉ khi người ta rơi vào hoàn cảnh bi đát, con người mới thấm thía được số phận của mình. Tòa án và công lý không phải là thứ đổi chác. Nếu vì chịu ơn mà thay đổi khung hình phạt thì đâu có phải là công lý. Nếu phạm tội mà dùng tiền để chuộc được thì số phận dân nghèo sẽ đi về đâu?
Một quốc gia mà hình phạt nặng nhẹ tùy theo ơn huệ đổi trác bởi đồng tiền, đúng sai theo quyền lực thì đó là một quốc gia bị xiềng xích. Còn nữa, nếu chữ ký có thể thay đổi được hình phạt thì cũng nên công bằng mà loan báo và áp dụng cho tất cả mọi người dân. Lúc đó không chỉ 2.000 chữ ký mà Đặng Văn Hiến sẽ có ngay 2 triệu chữ ký để trả lại công bằng cho anh. Một công dân có dũng khí để bảo vệ đất đai chứ không chịu để cho kẻ cướp cướp đoạt đi tất cả những gì thuộc về mồ hôi nước mắt của mình. Trước cảnh lao tù, không ai rơi nước mắt vì cùng là đồng bào máu mủ của mình. Cuối cùng, ông Nguyễn Bắc Son, ông Tuấn, ông Vũ, ông Cha cũng đều là nạn nhân của lỗ hổng cơ chế. Các ông đã từng hoan hỉ khi lợi dụng được lỗ hổng cơ chế và giờ đây các ông cay đắng vì chính lỗ hổng cơ chế đã đẩy các ông vào cảnh tù đầy tội lỗi. Ở trong tù, những người như ông Son, ông Tuấn thường xuyên nghĩ đến giá mạng, các ông đừng sai phạm. Nhưng các ông có bao giờ nghĩ đến tiêu diệt cái gốc rễ đã dẫn đến chữ giá mà các ông đã phải chịu đựng hay không? Đó là xây dựng một cơ chế mới không có lỗ hổng. Tiếc thay, ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn đã từng nhiệt huyết bảo vệ cái cơ chế đầy lỗ hổng đấy. Và buồn hơn là còn nhiều người nữa đang tận hưởng lỗ hổng của cơ chế nên đang nhiệt tình bảo vệ cái cơ chế loang lổ và đầy rẫy những lỗ hổng. Kẻ đang nghiện thì không biết mình đang nghiện, chỉ khi vào tù mới biết hậu quả. Chỉ khi xây dựng được một cơ chế mới không có lỗ hổng để bất cứ ai cũng không thể lợi dụng được, ngay cả người ngồi ở ngôi cao nhất của quyền lực, thì lúc đó mới chấm dứt được chuỗi dài trăm ngàn vụ tương tự như Aberger, lúc đó không cần phải đốt lò nữa. Cái cơ chế không có lỗ hổng đó chính là niềm ước mơ của cả trăm triệu người dân Việt Nam. Năm 2019 khép lại cũng là ngày tuyên án xét xử của đại án Aberger, là ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt của lịch sử. Mãi mãi sau này các thế hệ người Việt sẽ không quên được sự kiện lừng lẫy của thời kỳ nở rộ tham nhũng. Năm 2019 kết thúc tang tóc với đại án tham nhũng cực lớn Mobifone mua Aberger do hai cựu bộ trưởng cầm đầu. Hai ông cựu bộ trưởng, hai đại bị cáo thuộc hai triều đại kế tiếp nhau. Bị cáo siêu tham nhũng Nguyễn Bắc Son, cựu thành viên chính phủ do Nguyễn Tân Dũng cầm đầu. Bị cáo tham nhũng Trương Minh Tuấn, cựu thành viên của chính phủ luôn hô hào kiến tạo với người đứng đầu Nguyễn Xuân Phúc, CLMV. Thế hệ sau nối gót thế hệ trước, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đại tham nhũng trở thành đại bị cáo. Bằng chứng hùng hồn ấy cho thấy truyền thống của chính phủ. Xét xử đại án Aberger không phải công việc của chính phủ mà là nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan hành pháp. Với phương thức phòng bệnh hơn chữa bệnh, các thành viên chính phủ hiện thời rất nên đến dự các phiên tòa xử tội tham nhũng của hai cựu thành viên chính phủ Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn. Có thể có ai đó cho rằng đề xuất này nếu trở thành hiện thực, khác chi những người chưa bị lộ đến xem kẻ bị lộ diễn xuất như thế nào trước pháp đình. Đến dự phiên tòa này, đương nhiên các thành viên chính phủ không phải người bị triệu tập. Các vị đến dự chỉ vì mục đích trải nghiệm. Tham dự trải nghiệm này cực kỳ cần thiết, rất bổ ích cho các thành viên chính phủ cũng như chính phủ nói chung. Xem người mà ngẫm đến ta đến dự phiên tòa xét xử đại án Mobifone mua Aberger, chắc hẳn các thành viên chính phủ sẽ chịu nặng tâm trạng ấy. Cách đây chưa lâu, hai cựu thành viên chính phủ Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn từng chém gió tưng bừng. Đi đến đâu họ cũng được hầu hạ hơn cả vua chúa ngày xưa. Trong các cuộc họp khom lưng một dạ hai thưa với thượng cấp, nhưng không tiếc lời đè nẹt thuộc cấp, hành nghề tham nhũng mọi lúc mọi nơi, quen thói dùng bàn tay che mặt trời. Các thành viên chính phủ đương chức đến dự phiên tòa này sẽ dễ dàng nhận ra chân tướng đích thực của hai bị cáo cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông, qua đó có thể nhận ra trong đó có cái bóng của chính mình. Đến dự phiên tòa này, nhận ra cái bóng của chính mình, đó là kết quả ngoài mong muốn dành cho các thành viên chính phủ. Hai cựu thành viên chính phủ bị giày xéo trước tòa, mặt nạ bị xé toạc, lời nói bốc mùi tanh hôi ê chề nhục nhã cho bản thân, liên lụy đến gia đình, bôi nhọ cả dòng họ và cả một chế độ. Đến dự phiên tòa này, các thành viên chính phủ có dịp được trải nghiệm bằng bài học của những kẻ đã từng là chiến hữu. Có đó, nhắc các vị tự sờ gáy trước khi hành xử những việc trái lương tâm, trái đạo lý. Trung Quốc sử dụng hàng loạt liều thuốc trừ khử tham nhũng, trong đó có biện pháp bắt buộc quan chức trải nghiệm sống trong trại giam để hạn chế tình trạng
người trẻ tự sát, Hàn Quốc khởi nghiệp loại hình dịch vụ trải nghiệm nằm trong quan tài. Một loại bệnh có thể có nhiều cách phòng và chữa trị, chính phủ yêu cầu các thành viên đến dự phiên tòa xét xử đại án Aberger. Đừng bỏ mất cơ hội, hãy coi trải nghiệm ấy là cách phòng bệnh khi mà đại dịch tham nhũng vẫn tắc oai tắc quái ở khắp mọi nơi trên mảnh đất hình chữ S quằn quại đầu thương. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn, nhiều người được biết và xem các chương trình của chúng tôi hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.